giả đang đến với chương trình Nàng Làm Được Tất. Các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ một cô nàng rất xinh xắn và làm được rất nhiều việc. Cô ấy đa tài không kém gì Tường Vi đâu nha. Tuy nhiên cô ấy đang gặp một vấn đề nho nhỏ. Vấn đề này tuy nhỏ nhưng mà cũng hạn chế khá nhiều trong công việc. Và cô gái ấy là ai? Bây giờ chúng ta cùng nhau đi gặp nhé. Chào, mình tên là Ái Phương, mình là một ca sĩ, một tác giả trẻ và mình là một cô gái có rất là nhiều năng lượng và một ngày Phương có thể làm rất là nhiều thứ. Hiện tại thì mục tiêu gần nhất của Phương là năm sau có thể chạy được mô tô. Công việc của Phương một ngày bao gồm những hoạt động như là đi thu âm, đi diễn, đi tập vũ đạo, tập hát, rồi tập sáng tác. Và bên cạnh đó thì Phương còn có thời gian cho những hoạt động ngoài ca hát nữa, đó chính là chụp ảnh, thời trang, này chụp quảng cáo, đi event và còn nhiều những hoạt động không tên khác nữa. Máy đã chạy. Nhiệt lên. Tắt kia bay Phương ơi. Đây là đứt rồi. Cho làm lại cái mỗi lần mà Phương phải đi quay thì tùy vào cái chương trình cũng như tùy vào yêu cầu của chương trình thì Phương sẽ tạo rất là nhiều kiểu tóc. Có khi Phương phải tạo 4-5 kiểu tóc trong một buổi đó thôi. Và điều đó cũng có nghĩa là sẽ tiếp xúc với lại máy làm tóc nè, nhiệt độ cao nè. Bên cạnh đó thì Phương còn xịt rất là nhiều keo để giữ những cái nếp tóc để tạo hình đẹp. Đúng là nó sẽ làm cho tóc nhìn rất là đẹp, nhưng mà sau đó thì Phương cũng phải bỏ thời gian ra dưỡng tóc rất là nhiều bởi vì tóc sẽ bị ảnh hưởng. Bình thường nếu như mọi người mà đứng xa một chút xíu thì Phương còn có thể che và chút xíu tóc, cột tóc lại để mọi người không thấy rõ. Nhưng nếu như mà các bạn đứng gần và nhìn vào tóc của Phương thì lập tức là Phương trở nên mất tự tin liền luôn. Bởi vì là nếu như mà mấy bạn đứng gần một xíu sẽ thấy là tóc Phương bị chẻ ngọn rất là nghiêm trọng luôn. Mà Phương nghĩ nhiều khi không biết có phải là do là Phương tạo kiểu tóc quá nhiều hay là Phương xịt keo quá nhiều hay không nữa. Nhưng mà với Phương thì một mái tóc khỏe rất là quan trọng, bởi vì nó sẽ làm cho Phương có cảm giác khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng. Và cái điều này Phương nghĩ là với những nghệ sĩ, những người xuất hiện trước đám đông thì rất là quan trọng. Mà nếu quan trọng như vậy thì rõ ràng là vấn đề của Phương rất là nghiêm trọng. Kim Nhã. Sao rồi? Hôm nay cô gái xinh đẹp và đa tài của tôi sẽ làm gì? Hôm nay là một ngày mà Phương sẽ dành gần như toàn bộ thời gian để mà chụp hình ở studio đó. Chị chụp xong chưa? Nhìn thấy ở ngoài kia fan đợi quá trời luôn, sao không ra đó chụp hình với fan? Xong rồi nhưng mà ngại quá. Sao vậy? Tại vì tóc Phương không có khỏe á, mà sau một ngày chụp xong nhìn lại tóc chẻ ngọn hết trơn à. Phương sợ ra ngoài á mấy bạn đứng gần nhìn thấy á. Vậy thì bình thường là Phương sẽ tìm cách chăm sóc mái tóc của mình như thế nào? Lâu lâu thì Phương cũng có đến salon để mà dưỡng tóc hay là phục hồi tóc lại, hoặc là đến siêu thị để mua những cái sản phẩm dưỡng tóc để về mình làm, nhưng mà có vẻ như là nó không hiệu quả. Có thể là do Phương không biết cách làm hay sao đó. Và Phương đang có một cái cảm giác là tóc của Phương bị hư tổn nghiêm trọng hơn là Phương nghĩ. Cái điều là tóc chẻ ngọn đang làm cho Phương rất là sầu luôn á. Dạ biết rồi đó, với công việc này thì Phương không thể nào mà hả không tạo kiểu tóc để mà dành thời gian dưỡng tóc được. Tại vì ngày nào mà mình không phải bước ra đường mà tạo kiểu đúng không, mà phải có một cái bề ngoài chỉnh chu thì Phương mới tự tin làm việc chứ. Trời ơi, cái áp lực của cái vẻ ngoài của tụi mình thì nó quan trọng đến mức như thế nào rồi đó. Cho nên là nếu như tóc mà không đẹp mà tóc chẻ ngọn thì tự tin của tôi nó đi mất tiêu. Đúng rồi. Vậy thì nếu mà bây giờ nói về cái độ hư tổn của mái tóc mình về nhiều thứ thì Phương nghĩ là mái tóc của Phương bây giờ là gặp vấn đề lớn nhất là cái gì? Chủ yếu là chẻ ngọn. Nhìn là thấy liền luôn. Phương để ở đây là Nhã thấy luôn, không cần phải đưa gần nữa. Thì làm sao mà fan của Phương ở ngoài mà không thấy cho được, cho nên nãy giờ không mới dám ra. Hóa ra đây là lý do chính đúng không? Ờ. Ok, vậy thì bây giờ Phương có muốn là khắc phục cái điều này của mình không? Muốn. Và bây giờ Nhã sẽ giúp Phương khắc phục cái điều này để Phương luôn luôn tự tin và thậm chí là để cho mấy bạn fan thoải mái rờ lên tóc mình đúng luôn. Đúng rồi, đó là điều Phương rất là cần luôn á Nhã ơi. Hay cho Phương đi giúp Phương đi. Dễ sợ. Nghe giúp đỡ là vậy liền. Đây. Đi đi đi. Thế thì
thiệu với Ái Phương, đây là chị Mimi, hairstylist của chương trình Nàng Làm Được Tất. Và ngày hôm nay thì chị Mimi ơi, em đưa Ái Phương đến đây để mong rằng chị sẽ giúp cho Ái Phương tìm lại được cái vẻ đẹp của mái tóc của mình. Ôi chị Mimi ơi, khi mà em nghe Kim Nhã nói là sẽ dắt em đến đây gặp chị là em đã đòi đến đây liền luôn á. Bởi vì em cảm thấy là tóc của em bây giờ bị hư tổn cũng khá là nghiêm trọng. Và chị nhìn thì chắc là chị có thể thấy đúng không ạ? Chị nghĩ là cái đó là cũng là tâm trạng của các nhiều bạn gái. Thì trước tiên chị xem xét cái mái tóc của em rồi. Nè ha, Kim Nhã xem nè, khi những cái tóc chúng ta có nhiều protein thì mái tóc chúng ta sẽ mềm và mượt hơn. Các bạn sờ đi, cái phần trong thì nó sẽ mềm mượt, nhưng mà chúng ta đi dần ra ngoài sẽ thấy nó rất là khô, sơ, đúng không? Và cảm thấy cái rất là nhám cái tay của mình, đúng không em? Chị Mimi sẽ cho em một cái kết luận rằng tóc của em đang bị hư tổn rất là nặng do cái tính chất công việc của em. Những cái vảy tóc nó bị tổn thương do những cái hóa chất mà chúng ta làm tóc nè, rồi nhuộm tóc nè, rồi nắng và gió khi chúng ta đi ra ngoài quay phim thì nó sẽ làm cho tóc của chúng ta mất đi cái lớp protein. Là những thành phần nuôi dưỡng tóc là quan trọng nhất. Khi chúng ta mất đi những cái lớp protein thì làm cho vảy tóc chúng ta sẽ khô và sơ hơn, dẫn đến cái tình trạng là tóc sẽ bị chẻ ngọn. Và đây là cũng là những cái trường hợp rất là nhiều bạn gái gặp phải, nhất là những cái bạn gái có mái tóc dày và dài như Ái Phương vậy đó. Bây giờ chỉ có một cái biện pháp nào để mà hồi phục lại những cái trường hợp tóc mà bị hư tổn nặng rồi bị chẻ ngọn giống như em không? Cái công việc của em là nó rất là bận rộn đúng không? Thì cách chăm sóc đơn giản nhất đó là hàng ngày. Cái việc đó nó gắn liền với việc chúng ta gội đầu như thế nào cho đúng cách. Vậy hãy giúp cho em đi ạ. Rồi chị sẽ thực hiện các bước gội đầu như thế nào để cho nó rất là đúng cách và làm cho mái tóc chúng ta sẽ phục hồi nhanh chóng. Ái Phương ơi, chị khuyên em nên dùng thử bộ sản phẩm mới của Pantene nha. Trong cái bộ sản phẩm này nó có công thức Pro-V mới. Nó sẽ giúp cho tăng cường protein và vitamin cho mái tóc của em. Và nó sẽ thấm sâu hơn nữa từ bên trong. Nó không giống như sản phẩm khác. Chính vì vậy tóc của em sẽ được phục hồi và ngăn ngừa được cái hư tổn cũng như là chẻ ngọn quay trở lại. Bây giờ chị Mimi sẽ chỉ cho em cách thế nào để chúng ta gội đầu đúng cách để cho những cái thành phần protein và vitamin đó nó có thể thẩm thấu tốt và sâu hơn cho mái tóc của mình. Và khi gội đúng cách thì mái tóc của em sẽ chắc chắn sẽ đẹp hơn. Thường thường khi gội đầu mình phải chải xuân tới tóc trước. Chúng ta sẽ chải từ trong chân tóc ra tới ngọn tóc. Sau đó chúng ta sẽ dùng nước và làm ẩm cái mái tóc trước khi gội đầu. Và điều lưu ý nữa là trong quá trình gội đầu á, mình không nên dùng những cái móng tay dài quá. Và chúng ta cào thật là mạnh vào trong da đầu, bởi vì như thế nó sẽ làm cho những cái chất sừng ở trên cái lớp da đầu nó sẽ bong tróc và nó bị tổn thương. Có thể chúng ta sẽ nghiêng cái ngón tay của mình khoảng 45 độ. Với cái tóc của em thì chị nghĩ chúng ta sử dụng khoảng chừng 3 đến 4 ứng để chúng ta lấy được lượng xà bông vừa phải. Thường thường mình có thói quen là mình cứ chế thẳng nó trực tiếp lên da đầu. Còn mình không, mình sẽ đưa vào trong ngọn tóc trước. Bởi vì nó làm cho cái tóc mình nó mềm ra trước. Và nó làm giảm bớt cái lượng xà bông quá nhiều vào trong da đầu. Còn lại mình sẽ dùng hai tay mình xoa như thế này và mình vuốt ngọn ngọn tóc. Và khi chúng ta gội như vậy, chúng ta có thể massage nhẹ những cái đầu ngón tay của mình. Nó sẽ di chuyển thành vòng tròn. Nó sẽ làm cho cái da đầu của mình rất là sạch và dưỡng chất nó có thể đi đến những cái góc của tóc, nó nuôi tóc. Mình massage nhẹ nhàng, sau đó mình sẽ xả sạch đi. Và làm lại lần thứ hai xong, chúng ta xả sạch đi. Chị Mê ơi, nếu như mà em muốn là tóc em á hết chẻ ngọn rồi xong rồi còn vừa mềm và bóng mượt nữa thì em cần phải lưu ý điều gì nhất? Cách đơn giản nhất là em nên sử dụng dầu xả mới của Pantene. Vì trong dầu xả mới, thành phần của nó sẽ giúp cho tóc của em mềm và bóng mượt hơn rất là nhiều. Em phải nhớ là một cách sử dụng dầu xả rất là quan trọng. Bởi vì một số bạn gái á, rất là sợ sử dụng dầu xả và hầu như là không có thói quen sử dụng dầu xả, chỉ gội đầu thôi. Như thế là làm cho tóc thiếu sót rất là nhiều. Cái quan trọng khi sử dụng dầu xả là phải biết cách và nó rất là hiệu quả cho những mái tóc chẻ ngọn và hư tổn như em. Thì thứ nhất là mình sẽ lấy một lượng vừa phải giống như mình lấy dầu gội đầu thôi em ha. Chị nghĩ là khoảng 1 muỗng canh thôi. Cái phần tổn thương nhiều nhất đó là phần ngọn tóc. Thành ra mình phải đưa phần ngọn tóc trước và tuyệt đối không đưa vào trong da đầu, bởi vì nó sẽ tránh được những cái kích ứng không cần thiết. Hôm nay nhờ có sự tư vấn của chị Mimi mà em mới hiểu rõ cái vấn đề tóc của mình á.
chắc là mai mốt em sẽ phải alo chị dài dài để cho tóc em không có còn bị chẻ ngọn nữa. Bây giờ chúng ta đã xả xong, cái điều quan trọng nhất là Ái Phương nhớ xả thật sạch nha. Và các kiểm tra dầu xả có thật sạch chưa, em sẽ đưa tay vào tóc á, em cảm thấy cái độ trơn mượt nhưng mà không có những cái độ nhớt ha. Rồi bây giờ em ngồi dậy ha, rồi mình đi ra ngoài xem. Sau khi mà mình đã gội đầu xong á thì em nên để tóc nghỉ trong vài phút ha, thì lúc đó tóc của mình sẽ thật hoàn toàn khô ráo. Và cái khăn nó sẽ giúp hút những cái nước ở trong tóc còn lại vào trong tóc, sau đó chúng ta sẽ lấy ra. Và với những cái tóc dày và dài như em thì chúng ta nên sử dụng những cái lược thưa. Lược thưa nó giúp cho chúng ta chải tóc dễ dàng hơn và không bị gãy tóc. Những cái phần đuôi tóc nào mà bị tổn thương quá thì cứ 2 tháng một lần chúng ta sẽ cắt đi những cái phần tóc mà bị hư tổn. Bây giờ thì Mimi sẽ lấy đi những cái phần tóc hư tổn của em ha. Bây giờ chị sẽ sấy khô cái tóc của em. Chúng ta sấy khô em cũng nên nhớ là chúng ta nên đừng có để nhiệt độ nóng quá vì nó sẽ gây tổn thương tóc của mình ha. Rất là mềm mượt đúng không? Đó. Bây giờ mình sẽ tạo kiểu nha. Bây giờ em cảm nhận thế nào? Qua tay của chị My là tóc em khác luôn á, đẹp vừa đẹp em thích ghê luôn á. Vậy hả? Chị cũng rất là cảm thấy khuôn mặt của em trở nên rạng rỡ hơn rất là nhiều. Dạ đúng rồi ạ. Lúc nãy em nhớ là chị My có nói là một cái chế độ ăn uống và tập thể dục cũng ảnh hưởng tới sức khỏe của tóc nữa, thì chị có thể nói rõ hơn cho em được không chị? Đúng rồi em, chính bài tập thể dục nè, dạ. Rồi chế độ ăn uống nè, thì nó chúng ta sẽ giảm được stress, tất cả những cái dinh dưỡng nó nuôi tóc được tốt hơn. Và cũng như chị My đã tư vấn cho em lúc nãy đó, thì khi chúng ta sử dụng sản phẩm Pantene mới thì chắc chắn tóc của em sẽ trở nên chắc khỏe hơn và ống mực hơn từ trong ra ngoài. Dạ. Em cảm nhận được điều đó không? Dạ đúng vậy ạ. Sao ơi? À, chào Kim Nhã. À, để coi coi đã tự tin với mái tóc này chưa, đã gặp fan được chưa? Rất là tự tin rồi. Nói chung là ngày hôm nay nhờ Kim Nhã dắt Phương đến đây gặp chị My á, cho nên Phương mới cảm thấy là Phương hiểu tóc của mình hơn nè, và Phương sẽ không để cho tóc của mình phải hả bị chẻ ngọn nữa đâu. Nhưng mà sau này chắc là Phương phải bớt tạo nhiều kiểu tóc cùng một lúc lại để dành thời gian chăm sóc tóc nhiều hơn á. Nhưng mà cái điều mà hôm nay Phương vui nhất là sau khi làm tóc xong, Phương cảm thấy là tóc của Phương chắc khỏe hơn, bóng mượt hơn từ trong ra ngoài. Dễ sợ chưa? Cảm ơn chị Mimi rất nhiều vì đã làm cho Ái Phương thêm tự tin từ nay về sau và tìm được nhiều bí quyết để chăm sóc mái tóc của mình hơn. Và hy vọng rằng các bạn khán giả sau khi xem chương trình này cũng sẽ tìm được cho mình nhiều bí quyết để chăm sóc tóc đẹp như mà Ái Phương vậy đó. Từ giờ đi Phương cảm thấy là tóc của Phương bóng mượt và chắc khỏe từ trong ra ngoài và không còn bị chẻ ngọn nữa. Làm cho Phương cảm thấy rất là tự tin tham gia rất là nhiều hoạt động trong ngày nha. Có thể đi thu âm nè, đi tập nhảy nè, lúc chụp hình với các fan cũng cảm thấy thoải mái và tự nhiên hơn nữa. Nếu như bây giờ mà các bạn có hỏi là tóc Phương có còn chẻ ngọn không á hả? Khẳng định là không nha, tạm biệt chẻ ngọn luôn. Là thêm một cô gái nữa đã tìm được cách giải quyết cho vấn đề về tóc của mình. Hy vọng rằng sau khi xem chương trình thì các bạn nữ của chúng ta cũng sẽ tìm được những phương pháp phù hợp để chăm sóc cho mái tóc ngày càng đẹp hơn và có thể tự tin làm được tất cả mọi việc trong cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình Nàng Làm Được Tất vào lúc 21:45 thứ năm tuần sau nhé. Pantene mới, tóc chắc khỏe hơn và ống mượt hơn từ trong ra ngoài.